Xưa, ở vùng nọ, có cô bé thông minh, lanh lợi, tên là Dâu. Lúc cô bé lên 9 tuổi, thì mẹ qua đời, bỏ lại cô cùng với em trai 5 tuổi. Hai con mau lại đây, chào mẹ kế của các con đi nào. Nào các con, lại đây với mẹ nào. Mẹ kế luôn tỏ ra yêu thương hai chị em trước mặt bố. Nhưng khi bố vắng nhà, lập tức bà trở mặt, đối xử với chị em dâu rất cay nghiệt. Hai con ở nhà với mẹ ngoan nha. Bố lên làm bên buôn bán, sẽ cố gắng về sớm cùng cả nhà. Từ ngày bố chúng mày lấy tao về, đã giao hai đứa cho tao chăm nom rồi đi biền biệt. Ở nhà tao không thể hầu hạ bọn mày mãi được đâu. Đàn dê đang đợi cỏ sắp chết đói cả rồi đó. Bây giờ một đứa phải đi lên núi kiếm cỏ tươi về đây cho ta. Mày con gái lớn ở trong nhà, đi lên sườn núi cắt cỏ về cho dê ăn đi. Không cắt được cỏ tươi hèn thì đừng có mà mò về nhà đó. Nhưng dì ơi, ngoài trời rét lắm. Còn mày vào trong đi, trông chừng bếp lửa cho tao. Còn nói nhiều, tối nay cho mày nhịn đói luôn. Rét quá. Trời đông gió rét thế này, lấy đâu ra cỏ tươi để cắt bây giờ? Nhưng nếu mình không đi thì mẹ kế sẽ không cho vào nhà. Trời tối đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra được cọng cỏ tươi nào, làm sao để về nhà bây giờ? Muốn cắt được cỏ tươi, hãy đến khe suối lưng chừng núi. Chợt một con chim đầu bạc xuất hiện nhìn dâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng người. Sau đó chim vỗ cánh bay về phía khe suối. Dâu liền lau khô nước mắt, chạy theo chú chim. Hả? Chim đầu bạc đâu rồi? Ta đang ở đâu đây thế này? À, đẹp quá à. Hả? Giữa mùa đông giá lạnh lại có một khe suối rực rỡ như mùa xuân này sao? Cô bé này, con đã lấy cỏ tươi của tiên cảnh, con có muốn phụ ta một tay không? Hả? Đây là đâu vậy hả? Ở đây có cỏ tươi, hoa thơm. Con đang lạc vào thế giới thần tiên có phải không ạ? Đúng rồi đó cô bé à. Nếu con thích, con có thể ở lại đây cùng các tiên nữ. Nhưng tuyệt nhiên con không được tiết lộ cảnh tiên cho mọi người nha. Con chưa thấy nơi nào lung linh như ở đây cả. Cô cho phép con ở lại và cùng làm việc với mọi người nha cô. Được rồi, đi nào cô bé mến yêu à. Kể từ ngày đó, dâu sống cùng với các cô gái váy trắng, ban ngày cùng đi hái lá non trong rừng. Ban đêm là lúc họ dùng lá cây đó cho một loại sâu nhỏ li ti màu trắng ăn. Thời gian dần qua, con sâu nhỏ trưởng thành, nhả ra những sợi tơ óng ánh, rồi đan thành những cuộn tơ màu trắng nhỏ xinh, như những quả trứng nhỏ màu trắng, được gọi là hạch đào. Và những cô nàng váy trắng dạy cho bé dâu biết rằng, đem những hạch đào này rút thành sợi tơ và dùng loại trái cây đặc biệt để nhuộm màu lên đó, tạo nên những loại trái ngũ sắc lung linh. Quá, đẹp quá đi. Nếu đem chúng mà dệt thành vải thì tuyệt vời á. Những con sâu nhỏ nhả tơ ấy được gọi là thiên trùng. Thiên trùng được ăn lá dâu sẽ nhả ra những sợi tơ trắng muốt để chúng ta đem đi nhuộm màu lá cây thành những sợi tơ màu sắc này đó. Wow, thật là kỳ diệu. Em có thể đem những thứ này về nhà được không? Không được đâu. Em hãy bỏ ý định đó đi nha. Vì đây là những vật báo chỉ dùng để thêu long bào cho thiên đế thôi. Thì ra là vậy. Dạ, em biết rồi ạ. Mình đã ở đây mấy ngày rồi, dù cuộc sống luôn vui vẻ và thứ gì cũng đẹp, nhưng mình thấy nhớ nhà quá, nhất là em trai. Chắc cô cậu mong mình lắm. Ở đây mình chẳng có ai trách phạt, ai cũng yêu thương mình. Chi bằng... phải rồi, mình sẽ lén về nhà dẫn theo em trai trở lại đây sống. Chị em mình sẽ không phải sống với mẹ kế độc ác nữa rồi. Đây là hạt giống cây dâu và cả trứng thiên trùng. Hy
hay là mình sẽ rắc nó trên đường để làm dấu, còn biết đường quay lại được. Ngày mai mình sẽ quay lại đây luôn. Chỉ cần lần theo dấu vết những hạt giống này là có thể tìm ra đường đi rồi. Sao mình đi có 7 ngày mà cả nhà thành ra thế này? Trời ơi, dâu à, con đã đi đâu suốt 15 năm qua, giờ mới trở về. Hả? 15 năm rồi ư? Con không thể ngờ. Ngày trở về không thấy con đâu, biết được gì ghẻ đối đãi với các con không tốt nên cha đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Nhưng đợi mãi cũng chẳng biết tin tức con ở đâu hết. Em trông tin hai chị lắm, em nhớ chị dâu. Gặp lại cha và em trai mừng mừng tủi tủi, dâu đem hết sự tình gặp được trên núi kể lại cho cha nghe. Cha cho con quay lại đó một thời gian nữa, con sẽ xin phép tiên cô một ít hạt giống để đem về cho dân làng ta cùng nuôi trồng. Dù sao khi về đây con cũng chưa kịp nói lời chào tiên cô. Phải rồi, con nên quay lại nói với tiên cô một tiếng, con sắp xếp đi sớm còn về. Hả? Chuyện gì thế này? Những hạt giống cây dâu mình rắc để đánh dấu đã hóa thành một rừng dâu xanh mơn mởn chỉ sau một đêm. Làm thế nào để tìm ra lối vào khe suối được đây? Đây rồi, chính là chỗ này nè. Lạ nhỉ, sao không có lối vào ở đây? Rõ ràng nó nằm trong tán cây tùng già này mà. Cô bé ăn trộm bảo vật, ăn trộm bảo vật. Tôi không cố tình. Cô đi mà không nói với tiên cô một tiếng, còn dám cầm trứng thiên trùng và hạt giống cây dâu đi, tiên cô tức giận đã giấu lối vào tiên cảnh, cô không thể quay lại được nữa đâu. Nhưng suy xét cho cùng, cô cũng là cô gái ngoan hiền và nghĩ cho người thân yêu, nên tiên cô tạm thời không xử phạt, coi như số trứng và hạt giống đó có duyên với nhân gian. Giờ thì cô mau quay về và chăm sóc cho những hạt giống trời ban ấy thật tốt đi. Con cảm ơn tiên cô, cảm ơn chim tiên. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, dâu đã quay về và chăm chỉ vun trồng những hạt giống của tiên cô. Cô đem trứng thiên trùng đi ấp và hái lá dâu non nuôi dưỡng chúng trưởng thành để kịp mùa sinh sôi nảy nở, đem giống phân phát cho nhiều người. Nhờ đó, nhân gian mới biết đến thiên trùng và sau này người ta gọi là con tầm. Việc trồng dâu, nuôi tầm ngày nay đã phát triển thành một làng nghề truyền thống phổ biến ở nước ta. Bà ơi, tôi đã về rồi đây. Sao hôm nay ông về muộn thế? Ông ra hồ rửa ráy một chút rồi vào nhà ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chà, nước hồ mát quá, thật là sảng khoái. Lũ ếch thật là âm ỉ, chúng có thể hò hát suốt cả đêm. Thôi, mình đói bụng quá, phải về nhà ngay mới được. Dạ, cái hồ nhà mình nhiều ếch quá bà nhỉ. Chúng kêu xăm răng cả đêm, làm tôi thậm chí còn không ngủ được. Thật vậy sao? Tôi thì chắc quen rồi, tôi chẳng thấy thế nào cả. Ôi trời, nó kêu to vậy mà bà vẫn còn ngủ được. Lạ thật, không phải là vài con kêu đâu. À đúng rồi, là hàng trăm con, thậm chí hàng ngàn con ếch kêu ồm ộp suốt cả đêm. Thôi, nếu ông đã khó chịu như vậy, tôi bảo này, tôi nghe nói trên thành phố người ta chuộng những món ăn chế biến từ thịt ếch lắm đó. Hả? Vậy ư? Thế thì ếch sẽ được giá lắm nhỉ? Tôi thấy mọi người nói thịt ếch là đặc sản ở trên đó, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Ở đây nhiều người mang ếch lên trên đó bán lắm. Hay là tôi cũng bắt ếch ở đây rồi đem lên thành phố. Cái hồ nhà mình cũng phải cỡ có hàng ngàn con ếch đấy chứ. Tha hồ mà kiếm tiền, làm vài chuyến là đủ tiền về sửa sang lại cái nhà. Bà thấy có được không? Được đó. Ông thử lên nhà hàng trên thành phố hỏi và thỏa thuận về giá xem sao. Được, sáng mai tôi đi sớm. Xin cho hỏi, ông tìm ai ạ? Tôi muốn bán ếch,
tôi có thể gặp ông chủ nhà hàng để thỏa thuận giá cả được chứ. Vậy ư? Tôi là chủ nhà hàng đây. Nhà hàng chúng tôi cũng đang thiếu nguồn cung cấp thịt ếch đó. Ông có cần 1.000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không? Ôi, ông có số lượng nhiều như vậy ư? Ở đâu mà ông có thể bắt được từng ấy số ếch cơ chứ? Có một cái hồ nước gần nhà tôi, ở đó có rất nhiều ếch, thậm chí cả 1.000 con. Chúng kêu ọp ọp suốt cả đêm, khiến tôi không thể ngủ được. Vậy chúng ta sẽ ký một giao kèo nhé. Mỗi ngày, ông sẽ cung cấp cho chúng tôi 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ. Ông làm được chứ? Chuyện đó đơn giản thôi. Thậm chí tôi còn có thể cung cấp số lượng lớn hơn. Nhưng giá cả thế nào? Vì tôi cung cấp ếch tươi ngon và giao sớm mỗi ngày. Chúng tôi sẽ trả ông giá cao nhất, 10 đồng cho một con ếch. Ông sẽ không thể thương lượng với bất cứ nhà hàng nào trong thị trấn mà được cái giá đó đâu. Được. Vậy chúng ta cứ làm theo giao kèo như vậy nhé. Bà ở nhà cứ ngủ trước đi nhé. Tôi đi bắt ếch rồi sẽ về sau. Chỉ một loáng là sẽ được 50 con thôi ấy mà. Tôi đang cho ông cái gùi lớn, nhớ mà bắt nhiều. Ông cứ nhốt hết chúng vào đây nhé. Được. Chà, lũ ếch, chúng kêu ầm ĩ thế này thì mình chỉ cần bắt một đoán là có cả 100 con ấy chứ. Chạy đâu cho thoát chứ chú em, ngoan ngoãn chui vào gùi của ta nào. Này thì chạy này. Không ngờ một công việc kiếm tiền dễ dàng thế này mà bây giờ ta mới biết, phải mau chóng bắt hết lũ ếch trong hồ này thôi. Quái lạ, sao mãi mới bắt được mấy con nhỉ? Rõ ràng là có rất nhiều ếch ở đây mà, chúng trốn ở đâu nhỉ? Ồ, rõ ràng tiếng ếch vẫn rất ồn ào quanh đây. Chúng mày có trốn đi đâu, tao cũng sẽ bắt bằng được. Cậu đem đi được tất thảy 30 con ếch. Ồ, bác nông dân, thế cả 1.000 con ếch đâu rồi? Sao bác lại bắt được có vậy thôi à? Thật ra là tôi đã lầm. Sau khi đã lùng sục cả đêm ngày hôm qua, tôi khó khăn lắm cũng chỉ tìm được vài chục con ếch thôi. Nhưng tôi nghe rõ ràng là chúng kêu rất ồn, như hàng nghìn con ếch vậy. Ông nhầm là đúng rồi. Dây thanh của ếch ở trong khoang hầu, không khí từ phổi lùa nhanh qua làm rung dây thanh, phát ra tiếng kêu. Riêng ếch đực còn có đôi túi kêu ở hai bên hầu. Khi nó kêu, hai túi này phình ra phía ngoài, khiến âm thanh càng thêm vang dội. Cộng với không gian xung quanh vắng vẻ, nên chúng ta hay có cảm tưởng là rất nhiều chú ếch đang kêu, nhưng thực ra lại chỉ có vài con ếch mà thôi. Vậy xem ra giao kèo giữa chúng ta phải hủy rồi. Nhưng bất kỳ khi nào ông bắt được ếch, cứ tìm đến nhà hàng chúng tôi. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn nghe thiên hạ ầm ầm chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng có thể đó chẳng qua chỉ là vài cặp ếch ồn ào không nên chú ý. Có khi chúng ta nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi, như là cả 1.000 con ếch đang kêu ộp ộp. Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến, chúng ta sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có gì cả. Hôm nay đi kiếm ăn khó khăn quá, mấy lão bảo vệ cứ quanh quẩn ở đây, chẳng thó được cái gì. Bãi đổ xe đông quá, mà mình thì chỉ mua có một ít đồ hà. Có lẽ để Lisa ngồi đây thì tốt hơn. Mình vào trong một phút rồi ra ngay chắc không sao. Để xem nào, cần một ít sữa cho Lisa, một ít bánh mì và đồ ăn nhanh. Phải đi thật nhanh để quay lại. Được rồi, Lisa, ngồi đợi mẹ nha. Mẹ vào một lát rồi mẹ ra ngay nha. Đây rồi, đúng là mở treo miệng mèo thế này. Cơ hội hiếm có đây, không thể bỏ qua được. Hành động ngay thôi. Oh,
hôm nay quả là một ngày kiếm ăn may mắn chưa từng thấy. Không ngờ lại đơn giản, nhanh gọn đến thế. Có vẻ Thượng Đế đang mỉm cười với mình rồi. Ôi trời ơi, mình không nghĩ lại đông thế này. Mãi chưa tới lượt mình, chẳng biết Lisa ngồi ngoài xe có khóc không nữa. Tại sao mình cảm thấy nóng ruột thế này chứ? Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chờ mãi cũng vớ bở. Không ngờ có người lại bất cẩn đến thế, ra ngoài quên cả khóa cửa xe. Có thể mới giúp mình hành động nhanh, phải lái xe thật nhanh mới được. Hả? Cái gì thế này? Mẹ, mẹ ơi. Ừ, trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Khỉ thật, một con bé ư? Cháu à, cháu à, là con của cô ta à? Ôi, khỉ thật, tất nhiên là thế rồi, mình còn hỏi mà làm cái gì nữa chứ. Ôi Thượng Đế ơi, đừng đừng khóc nhóc con à. Ta phải làm gì với nhóc bây giờ? Khỉ thật, chỉ định chạy vào một phút mà quầy thu ngân chờ lâu quá, mãi mới thanh toán được. Chắc là Lisa lo lắng và đang khóc nhè rồi đây. Hả? Ôi không, xe của tôi đâu rồi? Lisa, Lisa ơi, con tôi đâu rồi? Lisa, 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 Lisa ơi, làm ơn có ai không? Lisa, Lisa con ơi. Có chuyện gì thế? Tôi không biết, có vẻ như có một tên trộm đã cõng mất chiếc xe của cô ấy rồi. Ồ không, hình như không chỉ có thế đâu, có vẻ tên trộm đã bắt cóc luôn con gái cô ấy rồi. Thật đáng sợ, làm thế nào bây giờ? Nếu thế thì chắc tên trộm đó đã đưa con bé đi rất xa rồi. Thật tội nghiệp, chỉ vì một phút bất cẩn. Mẹ ơi, mẹ ai? Con tôi. Ôi Lisa, con gái mẹ. Lisa, con không sao chứ? Cô đúng là một bà mẹ dở ẹt, dám bỏ con ngồi một mình trong xe. Cô có biết có bao nhiêu trường hợp để trẻ em một mình trong xe ô tô đã xảy ra điều đáng tiếc không hả? Cô có biết có thể chúng sẽ bị ngạt thở mà tử vong không? Cô đừng xem lại mình đi, một người mẹ đáng trách. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Ôi, con gái mẹ, mẹ xin lỗi con gái. Con không sao chứ? Thật may mắn cho tôi, con không sao cả. May quá, tìm thấy con bé rồi. Thật hú hồn nhé. Tôi xin lỗi. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mẹ rất xin lỗi con gái. Giờ thì an toàn rồi, mẹ con mình về thôi. Thôi chết, chiếc xe. Mình điên mất rồi. Mình quên mất anh ta là một tên trộm. Thật không thể tin nổi những điều vừa xảy ra với mình. Ôi trời ơi, tên trộm chạy trốn cùng chiếc xe rồi. À, cảnh sát đến rồi. Phen này tên trộm còn lâu mới thoát được. Tôi quả thật rất bận rộn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ chạy vào trong siêu thị một giây thôi rồi trở ra ngay. Không ngờ. Tạ ơn vì con gái tôi không sao, và xin hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Qua việc của tôi cũng là việc cảnh tỉnh với các cha mẹ, hãy quan tâm và không nên lơ là với con cái dù chỉ một phút, vì như thế sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn cô đã trả lời phỏng vấn. Rất vui báo với cô là chúng tôi đã bắt được tên trộm. Tôi nghĩ cô chuẩn bị ra tòa kiện hắn về hành vi ăn trộm tài sản của mình đi. Thưa ngài, tôi nghĩ sau vụ việc này cũng một phần lỗi ở tôi. Tôi đã nhận ra một bài học bảo vệ con từ chính tên trộm đó. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn hắn. Và dù sao, hắn cũng là một tên trộm tốt bụng. Tôi có thể xin giảm án cho hắn được chứ? Tất nhiên rồi cô Liri à. Vụ việc bi hài trớ trêu này là một bài học đáng suy ngẫm cho những người làm cha, làm mẹ, vì quá bận rộn mà vô tình khiến con mình rơi vào nguy hiểm. Chắc chắn sau vụ việc này, Larry sẽ không bao giờ lơ là với con gái mình nữa.
Vào đêm có mưa. Mẹ ơi, trời nắng quá, con khát nước quá rồi. Con đói lắm mẹ ạ. À, chịu khó tí nữa nào các con, sắp về đến túp lều của chúng ta rồi. Mẹ sẽ đi vay ông Albert bột mì về làm bánh cho các con ăn nhé. Không không, con không thích bột mì, con thích ăn thịt bò, thịt cừu cơ. Mẹ lại bắt chúng con đi ngủ trước khi nồi thức ăn chín đúng không? Con biết thừa. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng tìm được đồ ăn ngon cho các con. Ôi trời ơi là trời, đã nửa năm nay trời nắng hạn, chả có lấy một giọt mưa rồi ấy nhỉ. Thời tiết ở đây nghiệt ngã quá mà. Cứ cái đà này, đồ lúa mì và hoa màu của chúng ta lại cháy khô như vụ trước mà thôi. Ôi dạ, tôi chả nhớ lần cuối hứng được giọt mưa là bao giờ nữa. Cụ không nhớ, chứ tôi nhớ rõ lắm, tận mùa đông năm ngoái cơ. Giờ là tháng 6 giữa hè rồi. Kìa chị, nắng khô thế này, chị không mau cho lũ trẻ về đi, đứng đây rồi lại ốm. Cậu Lupin đấy à? Tôi đang định ra nhà ông Albert vay một ít bột mì. Albert, lão nhà giàu keo kiệt nhất làng đấy à? Biết là thế, nhưng giờ tôi cũng chẳng xin nổi ai cái gì cả. Làng này đang hạn hán, mẹ con tôi từ xa xôi tới đây, có dám phiền hạ tới ai đâu. Ông Albert giàu nhất ở đây, may ra... Hey, gặp được tôi thì tôi lại chỉ là một gã nghèo nhỉ. Ấy chết, sao cậu lại nói thế? Cậu tốt với mẹ con tôi nhất làng này, có mẫu khoai tây cậu cũng mang sang cho tụi nhỏ đấy thôi. Tôi thương tụi nhỏ như đám em tôi ở nhà ấy mà. Thôi chị đi đi, kẻo nhà Ombus hay đóng cổng sớm, lại có đàn chó dữ lắm đấy. Mau tránh khỏi cổng nhà ta đi, lũ nghèo hèn làm bẩn hết sân nhà ta rồi. Xin ông Albert rủ lòng thương, tôi chỉ vay đúng một bao lúa mì, nếu sau không trả được tôi xin đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà ông để trừ nợ. Khôn như nhà chị thì cả cái làng này về hầu tôi hết rồi. Thôi mau biến đi cho khuất mắt ta. Kìa mẹ ơi, ở kia có một con cừu. Mẹ ơi, một con cừu, chúng ta có một bữa cừu no nê rồi. Vậy là Chúa phù hộ chúng ta rồi các con ơi. Trời, một con cừu béo tốt đi lạc, thật dơ dẫn. Sao lại có con cừu lạc vào trước trang trại nhà ta thế này? Này này, ai cho mẹ con nhà chị lấy cừu của ta? Cừu và dê của ông đều ở trong chuồng hết rồi mà, đời nào ông lại thả chỉ một con ở ngoài này chứ? Con cừu này lạc vào nhà ta, nó phải là của ta. Albert, ông nỡ lòng nào cướp cả cừu của lũ trẻ nhà tôi ư? Chúng nó phát hiện trước cơ mà. Chẳng cần biết là của ai, nó đã lang thang ở trong khu nhà ta thì phải là của ta. Ta không đôi co với nhà chị. Thôi, chị mau dẫn con chị về đi. Chị Nancy ơi, Lisa ơi, Mai ơi, chú kiếm được sữa dê cho mấy đứa này. Cậu khẽ mồm thôi, chúng nó đang ngủ say rồi. Ừ, sao ngủ sớm thế? Mới vừa tối thôi mà. Chúng nó ăn gì chưa chị? À, chúng nó mệt quá nên ngủ rồi, cũng chưa kịp ăn. Chị nấu món gì? Sao không đợi các cháu ăn xong đã? Cậu Lupin, cái nồi này là nỗi đau lòng của tôi. Tôi chỉ giả vờ nấu món này lên, dỗ các con ngủ, rồi bao giờ chín sẽ được ăn, để chúng nó ngủ cho qua cơn đói. Thế còn vụ hôm nay chị tới xin lão Albert thì sao? Cậu đừng hỏi nữa, cậu biết tính lão ta keo kiệt rồi đó.
Nhưng hôm nay tôi thật không ngờ lão lại có cả tính xấu tham lam ngang ngược. Thật quá quắc, không thể để lão già xấu tính đó làm mưa làm gió như vậy được. Lão ta nhiều tiền, thế lực cũng chẳng vừa đâu. Cậu cũng khác gì tôi đâu, đừng động vào lão ấy. Chị yên tâm, tôi có cách đối phó. Ơi, trong lúc chúng con ngủ, đã có một phép màu kỳ diệu mang những món đồ thịnh soạn này tới ạ. Là chú Lupin mang tới cho các con đó, mau ăn đi. Wow, chú Lupin là giỏi nhất. Chú Lupin là giỏi nhất. Chú Lupin là siêu nhất. Mấy đứa làm chú phỏng mũi rồi, ăn cho thỏa thích đi mấy đứa. Ăn rồi lại nằm ngủ say cho tới sáng nha. Mưa, mưa. Mẹ ơi, có mưa rồi. Này Marvolo, có đúng là người điếm thấy thiếu một con cừu không? Dạ bẩm ông, đúng là thiếu ạ. Hôm qua lúc ông sai con mang thêm con cừu lạc cho vào chuồng, tổng cộng là 16 con, mà giờ chỉ còn đúng 15 con cừu thôi ạ. Chắc chắn là chỉ có đám nghèo hèn ấy lấy trộm của ta, chúng vẫn không buông tha con cừu béo của ta mà. Bẩm ông, thực ra con thấy nhà mình có mất gì đâu ạ. Từ đầu nhà mình cũng chỉ có 15 con cừu, con cừu đi lạc kia chả biết của ai. Đồ ngu, nó lạc ở nhà tao thì phải là của tao, mày hiểu chưa? Mất hẳn một con cừu béo tốt mà lạc không mất gì hả? Dạ, dạ con hiểu, con lỡ lời thôi dạ. Giờ thì xem ta vạch mặt đám trộm cướp mặt hèn kia đây này. Này các cháu có được ăn thịt cừu không? Dạ, có ạ. Thế cháu ăn hồi nào vậy? Thưa ông, chúng cháu được ăn thịt cừu vào đêm có mưa ấy. Đêm có mưa thì phải nửa năm rồi ấy nhỉ. Hóa ra chúng nhớ tới dạo ăn thịt vào dịp mùa đông. Ôi trời, mùa đông thì phải từ dạo năm ngoái rồi thưa ông. Cả nửa năm nay làm gì có hạt mưa nào ạ? À? Thế là lão già giàu có nhưng keo kiệt bị một vố lừa ngoạn mục. Lão chẳng còn bắt bẻ gì được ba mẹ con nữa và phải im lặng quay về. Ở vùng nọ có cô bé thông minh lanh lợi tên là Dâu. Lúc cô bé lên 9 tuổi thì mẹ qua đời, bỏ lại cô cùng với em trai 5 tuổi. Hai con mau lại đây, chào mẹ kế của các con đi nào. Nào các con lại đây với mẹ nào. Mẹ kế luôn tỏ ra yêu thương hai chị em trước mặt bố. Nhưng khi bố vắng nhà, lập tức bà trở mặt, đối xử với chị em dâu rất cay nghiệt. Hai con ở nhà với mẹ ngoan nha, bố lên làng bên buôn bán, sẽ cố gắng về sớm cùng cả nhà. Từ ngày bố chúng mày lấy tao về, đã giao hai đứa cho tao chăm nom rồi đi biền biệt. Ở nhà tao không thể hầu hạ bọn mày mãi được đâu. Đàn dê đang đợi cỏ sắp chết đói cả rồi đó. Bây giờ, một đứa phải đi lên núi kiếm cỏ tươi về đây cho ta. Mày con gái lớn ở trong nhà, đi lên sườn núi cắt cỏ về cho dê ăn đi. Không cắt được cỏ tươi hèn, thì đừng có mà mò về nhà đó. Nhân gì ơi, ngoài trời rét lắm. Còn mày, vào trong đi, trông chừng bếp lửa cho tao. Còn nói nhiều, tối nay cho mày nhịn đói luôn. Rét quá. Trời đông gió rét thế này, lấy đâu ra cỏ tươi để cắt bây giờ? Nhưng nếu mình không đi thì mẹ kế sẽ không cho vào nhà. Trời tối đến nơi rồi mà vẫn chưa tìm ra được cọng cỏ tươi nào, làm sao để về nhà bây giờ? Muốn cắt được cỏ tươi, hãy đến khe suối lưng chừng núi. Chợt, một con chim đầu bạc xuất hiện nhìn Dâu, rồi bỗng nhiên cất tiếng người.
Sau đó, chim vỗ cánh bay về phía khe suối. Dâu liền lau khô nước mắt, chạy theo chú chim. À, chim đầu bạc đâu rồi? Ta đang ở đâu đây thế này? À, đẹp quá à. À, giữa mùa đông giá lạnh lại có một khe suối rực rỡ như mùa xuân này sao? À, trời ơi, cỏ tươi nè, nhiều quá đi. Mình phải cắt mang về cho dê mới được. Mình hay gặp trong những giấc mơ không? À, cô ấy ngoài đời đẹp ghê. Cô bé này, con đã lấy cỏ tươi của tiên cảnh, con có muốn phụ ta một tay không? Hả? Đây là đâu vậy hả? Ở đây có cỏ tươi, hoa thơm. Con đang lạc vào thế giới thần tiên có phải không ạ? Đúng rồi đó cô bé à. Nếu con thích, con có thể ở lại đây cùng các tiên nữ. Nhưng tuyệt nhiên con không được tiết lộ cảnh tiên cho mọi người nha. Con chưa thấy nơi nào lung linh như ở đây cả. Cô cho phép con ở lại và cùng làm việc với mọi người nha cô. Được rồi, đi nào cô bé mến yêu à. Kể từ ngày đó, dâu sống cùng với các cô gái váy trắng. Ban ngày cùng đi hái lá non trong rừng. Ban đêm là lúc họ dùng lá cây đó cho một loại sâu nhỏ li ti màu trắng ăn. Thời gian dần qua, con sâu nhỏ trưởng thành, nhả ra những sợi tơ óng ánh, rồi đan thành những cuộn tơ màu trắng nhỏ xinh, như những quả trứng nhỏ màu trắng, được gọi là hạch đào. Và những cô nàng váy trắng dạy cho bé dâu biết rằng, đem những hạch đào này rút thành sợi tơ và dùng loại trái cây đặc biệt để nhuộm màu lên đó, tạo nên những loại trái ngũ sắc lung linh. Wow, đẹp quá đi! Nếu đem chúng mà dệt thành vải thì tuyệt vời á! Những con sâu nhỏ nhả tơ ấy được gọi là thiên trùng. Thiên trùng được ăn lá dâu sẽ nhả ra những sợi tơ trắng muốt để chúng ta đem đi nhuộm màu lá cây thành những sợi tơ màu sắc này đó. Wow, thật là kỳ diệu. Em có thể đem những thứ này về nhà được không? Ờ, không được đâu. Em hãy bỏ ý định đó đi nha. Vì đây là những vật báo chỉ dùng để thêu long bào cho thiên đế thôi. Ồ, thì ra là vậy. Dạ, em biết rồi ạ. Mình đã ở đây mấy ngày rồi, dù cuộc sống luôn vui vẻ và thứ gì cũng đẹp, nhưng mình thấy nhớ nhà quá, nhất là em trai. Chắc cô cậu mong mình lắm. Ở đây mình chẳng có ai trách phạt, ai cũng yêu thương mình. Chi bằng... À, phải rồi, mình sẽ lén về nhà dẫn theo em trai trở lại đây sống. Chị em mình sẽ không phải sống với mẹ kế độc ác nữa rồi. Đây là hạt giống cây dâu và cả trứng thiên trùng. Hay là mình sẽ rắc nó trên đường để làm dấu, còn biết đường quay lại được. Ngày mai mình sẽ quay lại đây luôn. Chỉ cần lần theo dấu vết những hạt giống này là có thể tìm ra đường đi rồi. À, sao? Sao mình đi có 7 ngày mà cả nhà thành ra thế này? Ờ, trời ơi, dâu à, con đã đi đâu suốt 15 năm qua, giờ mới trở về. Ngày trở về không thấy con đâu. Biết được gì ghẻ đối đãi với các con không tốt, nên cha đã đuổi bà ta ra khỏi nhà. Nhưng đợi mãi cũng chẳng biết tin tức con ở đâu hết. Em trông tin hai chị lắm, em nhớ chị dâu. Gặp lại cha và em trai mừng mừng tủi tủi, dâu đem hết sự tình gặp được trên núi kể lại cho cha nghe. Cha cho con quay lại đó một thời gian nữa, con sẽ xin phép tiên cô một ít hạt giống để đem về cho dân làng ta cùng nuôi trồng. Dù sao, khi về đây con cũng chưa kịp nói lời chào tiên cô. Phải rồi, con nên quay lại nói với tiên cô một tiếng. Con sắp xếp đi sớm còn về. Hả? À, chuyện gì thế này? Những hạt giống cây dâu mình rắc để đánh dấu đã hóa thành một rừng dâu xanh mơn mởn chỉ sau một đêm. Làm thế nào để tìm ra lối vào khe suối được đây? À, đây rồi, chính là chỗ này nè. Lạ nhỉ, sao không có lối vào ở đây? Rõ ràng nó nằm trong tán cây tùng già này mà. Cô bé ăn trộm bảo vật, ăn trộm bảo vật. À, tôi không cố tình.
cô đi mà không nói với tiên cô một tiếng, còn dám cầm trứng thiên trùng và hạt giống cây dâu đi. Tiên cô tức giận đã giấu lối vào tiên cảnh, cô không thể quay lại được nữa đâu. Nhưng suy xét cho cùng, cô cũng là cô gái ngoan hiền và nghĩ cho người thân yêu, nên tiên cô tạm thời không xử phạt, coi như số trứng và hạt giống đó có duyên với nhân gian. Giờ thì cô mau quay về và chăm sóc cho những hạt giống trời ban ấy thật tốt đi. Con cảm ơn tiên cô, cảm ơn chim tiên. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, dâu đã quay về và chăm chỉ vun trồng những hạt giống của tiên cô. Cô đem trứng thiên trùng đi ấp và hái lá dâu non nuôi dưỡng chúng trưởng thành để kịp mùa sinh sôi nảy nở, đem giống phân phát cho nhiều người. Nhờ đó, nhân gian mới biết đến thiên trùng và sau này người ta gọi là con tầm. Việc trồng dâu, nuôi tầm nghề này đã phát triển thành một làng nghề truyền thống phổ biến ở nước ta. Bà ơi, tôi đã về rồi đây. Sao hôm nay ông về muộn thế? Ông ra hồ rửa ráy một chút rồi vào nhà ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chà, nước hồ mát quá, thật là sảng khoái. Lũ ếch thật là âm ỉ, chúng có thể hò hát suốt cả đêm. Thôi, mình đói bụng quá, phải về nhà ngay mới được. Dạ, cái hồ nhà mình nhiều ếch quá bà nhỉ. Chúng kêu râm ran cả đêm, làm tôi thậm chí còn không ngủ được. Thật vậy sao? Tôi thì chắc quen rồi, tôi chẳng thấy thế nào cả. Ôi trời, nó kêu to vậy mà bà vẫn còn ngủ được. Lạ thật, không phải là vài con kêu đâu. À đúng rồi, là hàng trăm con, thậm chí hàng ngàn con ếch kêu ồm ộp suốt cả đêm. Thôi, nếu ông đã khó chịu như vậy, tôi bảo này, tôi nghe nói trên thành phố người ta chuộng những món ăn chế biến từ thịt ếch lắm đó. Hả? Vậy ư? Thế thì ếch sẽ được giá lắm nhỉ? Tôi thấy mọi người nói thịt ếch là đặc sản ở trên đó, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Ở đây nhiều người mang ếch lên trên đó bán lắm. Hay là tôi cũng bắt ếch ở đây rồi đem lên thành phố. Cái hồ nhà mình cũng phải cỡ có hàng ngàn con ếch đấy chứ. Tha hồ mà kiếm tiền, làm vài chuyến là đủ tiền về sửa sang lại cái nhà. Bà thấy có được không? Được đó. Ông thử lên nhà hàng trên thành phố hỏi và thỏa thuận về giá xem sao. Được, sáng mai tôi đi sớm. Xin cho hỏi, ông tìm ai ạ? Tôi muốn bán ếch, tôi có thể gặp ông chủ nhà hàng để thỏa thuận giá cả được chứ? Vậy ư, tôi là chủ nhà hàng đi. Nhà hàng chúng tôi cũng đang thiếu nguồn cung cấp thịt ếch đó. Ông có cần 1.000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không? Ôi, ông có số lượng nhiều như vậy ư? Ở đâu mà ông có thể bắt được từng ấy số ếch cơ chứ? Có một cái hồ nước gần nhà tôi, ở đó có rất nhiều ếch, thậm chí cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm, khiến tôi không thể ngủ được. Vậy chúng ta sẽ ký một giao kèo nhé. Mỗi ngày, ông sẽ cung cấp cho chúng tôi 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ. Ông làm được chứ? Chuyện đó đơn giản thôi, thậm chí tôi còn có thể cung cấp số lượng lớn hơn. Nhưng giá cả thế nào? Vì tôi cung cấp ếch tươi ngon và giao sớm mỗi ngày. Chúng tôi sẽ trả ông giá cao nhất, 10 đồng cho một con ếch. Ông sẽ không thể thương lượng với bất cứ nhà hàng nào trong thị trấn mà được cái giá đó đâu. Được. Vậy chúng ta cứ làm theo giao kèo như vậy nhé. Bà ở nhà cứ ngủ trước đi nhé. Tôi đi bắt ếch rồi sẽ về sau. Chỉ một loáng là sẽ được 50 con thôi ấy mà. Tôi đang cho ông cái gùi lớn, nhớ mà bắt nhiều, ông cứ nhốt hết chúng vào đây nhé. Được. Chà, lũ ếch, chúng kêu ầm ĩ thế này thì mình chỉ cần bắt một đoán là có cả trăm con ấy chứ. Chạy đâu cho thoát chứ chú em, ngoan ngoãn chui vào gùi của ta nào. Này thì chạy này.
Không ngờ một công việc kiếm tiền dễ dàng thế này mà bây giờ ta mới biết, phải mau chóng bắt hết lũ ếch trong hồ này thôi. Quái lạ, sao mãi mới bắt được mấy con nhỉ? Rõ ràng là có rất nhiều ếch ở đây mà, chúng trốn ở đâu nhỉ? Ồ, rõ ràng tiếng ếch vẫn rất ồn ào quanh đây. Chúng mày có trốn đi đâu, tao cũng sẽ bắt bằng được. Cậu đem đi được tất thảy 30 con ếch. Ồ, bác nông dân, thế cả ngàn con ếch đâu rồi? Sao bác lại bắt được có vậy thôi à? Thật ra là tôi đã lầm. Sau khi đã lùng sục cả đêm ngày hôm qua, tôi khó khăn lắm cũng chỉ tìm được vài chục con ếch thôi. Nhưng tôi nghe rõ ràng là chúng kêu rất ồn, như hàng nghìn con ếch vậy. Ông nhầm là đúng rồi. Dây thanh của ếch ở trong khoang hầu, không khí từ phổi lùa nhanh qua làm rung dây thanh, phát ra tiếng kêu. Xiềng ếch đực còn có đôi túi kêu ở hai bên hầu. Khi nó kêu, hai túi này phình ra phía ngoài, khiến âm thanh càng thêm vang dội. Cộng với không gian xung quanh vắng vẻ, nên chúng ta hay có cảm tưởng là rất nhiều chú ếch đang kêu, nhưng thực ra lại chỉ có vài con ếch mà thôi. Vậy xem ra dao kẹo giữa chúng ta phải hủy rồi. Nhưng bất kỳ khi nào ông bắt được ếch, cứ tìm đến nhà hàng chúng tôi. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn nghe thiên hạ âm âm chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng có thể đó chẳng qua chỉ là vài cặp ếch ồn ào không nên chú ý. Có khi chúng ta nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi, như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp. Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến, chúng ta sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có gì cả. Hey, hôm nay đi kiếm ăn khó khăn quá, mấy lão bảo vệ cứ quanh quẩn ở đây chẳng thó được cái gì. Hey. Bãi đổ xe đông quá mà mình thì chỉ mua có một ít đồ hà. Có lẽ để Lisa ngồi đây thì tốt hơn. Mình vào trong một phút rồi ra ngay chắc không sao. Để xem nào, cần một ít sữa cho Lisa, một ít bánh mì và đồ ăn nhanh. Phải đi thật nhanh để quay lại. Được rồi, Lisa, ngồi đợi mẹ nha. Mẹ vào một lát rồi mẹ ra ngay nha. Đây rồi, đúng là mở treo miệng mèo thế này. Cơ hội hiếm có đây, không thể bỏ qua được. Hành động ngay thôi. Hôm nay quả là một ngày kiếm ăn may mắn chưa từng thấy. Không ngờ lại đơn giản, nhanh gọn đến thế. Có vẻ Thượng Đế đang mỉm cười với mình rồi. Ôi trời ơi, mình không nghĩ lại đông thế này. Mãi chưa tới lượt mình, chẳng biết Lisa ngồi ngoài xe có khóc không nữa. Tại sao mình cảm thấy nóng ruột thế này chứ? Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, chờ mãi cũng vớ bở. Không ngờ có người lại bất cẩn đến thế, ra ngoài quên cả khóa cửa xe. Có thế mới giúp mình hành động nhanh, phải lái xe thật nhanh mới được. Hả? Cái gì thế này? Mẹ! Mẹ ơi! Ôi trời ơi, cái quái quỷ gì thế này? Khỉ thật, một con bé ư? Cháu là con của ta à? Ôi khỉ thật, tất nhiên là thế rồi, mình còn hỏi mà làm cái gì nữa chứ? Ôi Thượng Đế ơi, đừng khóc nhóc con à. Ta phải làm gì với nhóc bây giờ? Khỉ thật, chỉ định chạy vào một phút mà quầy thu ngân chờ lâu quá, mãi mới thanh toán được. Chắc là Lisa lo lắng và đang khóc nhè rồi đây. Hả? Ôi không, xe của tôi đâu rồi? Lisa ơi, con tôi đâu rồi? Lisa! Lisa ơi, làm ơn có ai không? Lisa con ơi, có chuyện gì thế? Tôi không biết,
có vẻ như có một tên trộm đã cỡ mất chiếc xe của cô ấy rồi. Ồ không, hình như không chỉ có thế đâu, có vẻ tên trộm đã bắt cóc luôn con gái cô ấy rồi. Thật đáng sợ, làm thế nào bây giờ? Nếu thế thì chắc tên trộm đó đã đưa con bé đi rất xa rồi. Thật tội nghiệp, chỉ vì một phút bất cẩn. Mẹ ơi! Mẹ ai? Con tôi. Ôi, Lisa, con gái mẹ. Lisa, con không sao chứ? Cô đúng là một bà mẹ dở ẹt, dám bỏ con ngồi một mình trong xe. Cô có biết có bao nhiêu trường hợp để trẻ em một mình trong xe ô tô đã xảy ra điều đáng tiếc không hả? Cô có biết có thể chúng sẽ bị ngạt thở mà tử vong không? Cô đừng xem lại mình đi, một người mẹ đáng trách. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Ôi, con gái mẹ. Mẹ xin lỗi con gái. Con không sao chứ? Thật may mắn cho tôi, con không sao cả. May quá, tìm thấy con bé rồi. Thật hú hồn nhé. Tôi xin lỗi. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mẹ rất xin lỗi con gái. Giờ thì an toàn rồi, mẹ con mình về thôi. Thôi chết, chiếc xe. Mình điên mất rồi. Mình quên mất anh ta là một tên trộm. Thật không thể tin nổi những điều vừa xảy ra với mình. Ôi trời ơi, tên trộm chạy trốn cùng chiếc xe rồi. À, cảnh sát đến rồi. Phen này tên trộm còn lâu mới thoát được. Tôi quả thật rất bận rộn. Tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ chạy vào trong siêu thị một giây thôi rồi trở ra ngay. Không ngờ. Tạ ơn vì con gái tôi không sao. Và xin hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Qua việc của tôi cũng là việc cảnh tỉnh với các cha mẹ. Hãy quan tâm và không nên lơ là với con cái dù chỉ một phút, vì như thế sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn cô đã trả lời phỏng vấn. Rất vui báo với cô là chúng tôi đã bắt được tên trộm. Tôi nghĩ cô chuẩn bị ra tòa kiện hắn về hành vi ăn trộm tài sản của mình đi. Thưa ngài, tôi nghĩ sau vụ việc này cũng một phần lỗi ở tôi. Tôi đã nhận ra một bài học bảo vệ con từ chính tên trộm đó. Nếu còn lần sau nữa, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bỏ bê con cái đấy. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn hắn. Và dù sao, hắn cũng là một tên trộm tốt bụng. Tôi có thể xin giảm án cho hắn được chứ? Tất nhiên được cô Liri à. Vụ việc bi hài trớ trêu này là một bài học đáng suy ngẫm cho những người làm cha, làm mẹ. Vì quá bận rộn mà vô tình khiến con mình rơi vào nguy hiểm. Chắc chắn sau vụ việc này, Larry sẽ không bao giờ lơ là với con gái mình nữa. Vào đêm có mưa. Mẹ ơi, trời nắng quá, con khát nước quá rồi. Con đói lắm mẹ ạ. Chịu khó tí nữa nào các con. Sắp về đến túp lều của chúng ta rồi. Mẹ sẽ đi vay ông Albert bột mì về làm bánh cho các con ăn nhé. Không không, con không thích bột mì. Con thích ăn thịt bò, thịt cừu cơ. Mẹ lại bắt chúng con đi ngủ trước khi nồi thức ăn chín đúng không? Con biết thừa. Mẹ xin lỗi, mẹ sẽ cố gắng tìm được đồ ăn ngon cho các con. Ôi giời ơi là giời, đã nửa năm nay trời nắng hạn, chả có lấy một giọt mưa rồi nhỉ. Thời tiết ở đây nghiệt ngã quá mà. Cứ cái đà này, rồi lúa mì và hoa màu của chúng ta lại cháy khô như vụ trước mà thôi. Ôi dạ, tôi chả nhớ lần cuối hứng được giọt mưa là bao giờ nữa. Cụ không nhớ, chứ tôi nhớ rõ lắm, tận mùa đông năm ngoái cơ. Giờ là tháng 6 giữa hè rồi. Kìa chị, nắng khô thế này, chị không mau cho lũ trẻ về đi, đứng đây rồi lại ốm. Cậu Lupin đấy à? Tôi đang định ra nhà ông Albert vay một ít bột mì. Albert, lão nhà giàu keo kiệt nhất làng đấy à? Biết là thế, nhưng giờ tôi cũng chẳng xin nổi ai cái gì cả. Làng này đang hạn hán,
mẹ con tôi từ xa xôi tới đây, có dám phiền hạ tới ai đâu. Ông anh Bus giàu nhất ở đây, may ra... Hey, gặp được tôi, thì tôi lại chỉ là một gã nghèo nhỉ? Ấy chết, sao cậu lại nói thế? Cậu tốt với mẹ con tôi nhất làng này. Có mẫu khoai tây, cậu cũng mang sang cho tụi nhỏ đấy thôi. Tôi thương tụi nhỏ như đám em tôi ở nhà ấy mà. Thôi, chị đi đi. Kẻo nhà Ombus hay đóng cổng sớm, lại có đàn chó dữ lắm đấy. Mau tránh khỏi cổng nhà ta đi, lũ nghèo hèn, làm bẩn hết sân nhà ta rồi. Xin ông Ombus rủ lòng thương, tôi chỉ vay đúng một bao lúa mì. Nếu sau không trả được, tôi xin đi làm kẻ hầu người hạ cho nhà ông để trừ nợ. Khôn như nhà chị thì cả cái làng này về hầu tôi hết rồi. Thôi, mau biến đi cho khuất mắt ta. Kìa mẹ ơi, ở kia có một con cừu. Mẹ ơi, một con cừu. Chúng ta có một bữa cừu no nê rồi. Vậy là Chúa phù hộ chúng ta rồi các con ơi. Trời, một con cừu béo tốt đi lạc. Thật dơ dẫn. Sao lại có con cừu lạc vào trước trang trại nhà ta thế này? Này này, ai cho mẹ con nhà chị lấy cừu của ta? Cừu và dê của ông đều ở trong chuồng hết rồi mà. Đời nào ông lại thả chỉ một con ở ngoài này chứ? Con cừu này lạc vào nhà ta, nó phải là của ta. Albert, ông nỡ lòng nào cướp cả cừu của lũ trẻ nhà tôi ư? Chúng nó phát hiện trước cơ mà. Chẳng cần biết là của ai, nó đã lang thang ở trong khu nhà ta thì phải là của ta. Ta không đôi co với nhà chị. Thôi, chị mau dẫn con chị về đi. Chị Nancy ơi, Lisa ơi, Mai ơi, chú kiếm được sữa dê cho mấy đứa này. Cậu khẽ mồm thôi, chúng nó đang ngủ say rồi. Ừ, sao ngủ sớm thế? Mới vừa tối thôi mà. Chúng nó ăn gì chưa chị? À, chúng nó mệt quá nên ngủ rồi, cũng chưa kịp ăn. Chị nấu món gì? Sao không đợi các cháu ăn xong đã? Cậu Lupin, cái nồi này là nỗi đau lòng của tôi. Tôi chỉ giả vờ nấu món này lên, dỗ các con ngủ, rồi bao giờ chín sẽ được ăn, để chúng nó ngủ cho qua cơn đói. Thế còn vụ hôm nay chị tới xin lão Ombus thì sao? Cậu đừng hỏi nữa, cậu biết tính lão ta keo kiệt rồi đó. Nhưng hôm nay tôi thật không ngờ lão lại có cả tính xấu tham lam ngang ngược. Thật quá quắc, không thể để lão già xấu tính đó làm mưa làm gió như vậy được. Lão ta nhiều tiền, thế lực cũng chẳng vừa đâu. Cậu cũng khác gì tôi đâu, đừng động vào lão ấy. Chị yên tâm, tôi có cách đối phó. Ơi, trong lúc chúng con ngủ, đã có một phép màu kỳ diệu mang những món đồ thịnh soạn này tới ạ. Là chú Lupin mang tới cho các con đó. Mau ăn đi. Wow, chú Lupin là giỏi nhất. Chú Lupin là giỏi nhất. Chú Lupin là siêu nhất. Mấy đứa làm chú phỏng mũi rồi. Ăn cho thỏa thích đi mấy đứa. Ăn rồi lại nằm ngủ say cho tới sáng nha. Mưa, mưa. Mẹ ơi, có mưa rồi. Này Marvolo, có đúng là người điếm thấy thiếu một con cừu không? Dạ bẩm ông, đúng là thiếu ạ. Hôm qua lúc ông sai con mang thêm con cừu lạc cho vào chuồng, tổng cộng là 16 con, mà giờ chỉ còn đúng 15 con cừu thôi ạ. Chắc chắn là chỉ có đám nghèo hèn ấy lấy trộm của ta. Chúng vẫn không buông tha con cừu béo của ta mà. Bẩm ông, thật ra con thấy nhà mình có mất gì đâu ạ.
Từ đầu nhà mình cũng chỉ có 15 con cừu. Con cừu đi lạc kia chả biết của ai. Đồ ngu, nó lạc ở nhà tao thì phải là của tao. Mày hiểu chưa? Mất hẳn một con cừu béo tốt mà lạc không mất gì hả? Dạ, dạ con hiểu. Con lỡ lời thâu dạ. Giờ thì xem ta vạch mặt đám trộm cướp mặt hèn kia đây đây. Này các cháu, các cháu có được ăn thịt cừu không? Dạ, có ạ. Thế cháu ăn hồi nào vậy? Thưa ông, chúng cháu được ăn thịt cừu vào đêm có mưa ấy. Đêm có mưa thì phải nửa năm rồi ấy nhỉ. Hóa ra chúng nhớ tới dạo ăn thịt vào dịp mùa đông. Ôi trời, mùa đông thì phải từ dạo năm ngoái rồi thưa ông. Cả nửa năm nay làm gì có hạt mưa nào ạ? Thế là lão già giàu có nhưng keo kiệt bị một vố lừa ngoạn mục. Lão chẳng còn bắt bẻ gì được ba mẹ con nữa và phải im lặng quay về